bên vào rút tô sơ. Anh này là đồng phân của cái logo sơ cùng có chung công thức tư tưởng là C6 và 26. Thằng này học nhà thôi, một là cấu trúc cũng được chia thành hai thành phần chính, một là dạng mạch vòng trạng thái tồn tại chủ yếu, hai là dạng mạch hở gồm có 5 nhóm OH. Đáng nhẽ như glucose thì 5 nhóm OH và 1 nhóm CO, thế này là đồng phân thì là 5 nhóm OH và 1 nhóm CO. Đấy là cái đúng rồi. Tính chất vật lý của glucose hoàn toàn tương tự như glucose. Hai gamma tính chất vật lý. Tồn tại chủ yếu ở dạng ở điều kiện thường dưới trạng thái tinh thể không màu, tan tốt trong nước, vị ngọt đậm, là thành phần chủ yếu trong mật ong, chiếm 40% trong mật ong, nên nó còn được gọi là đường mật ong, đường mật, đường mật ong. Ba là hạn tính chất hóa. Mình nhìn này, có gì đây? Ô quát tạc này, ghét luôn. Vậy là sẽ tác dụng của cái xe quát hai lần để tạo ra chu kỳ màu gì? Xanh lam, đúng không? Một nhỏ, tính chất của ô quát đang để fructose tác dụng được với CO hai lần tạo thành dung dịch màu xanh lam. Thứ hai sẽ có tính chất của nhóm chất anhydride. Tính chất của nhóm chất ceto. Ceto chúng ta vừa chứng minh cái này nó có nối đôi gì? C đôi đôi. Vậy nó khả năng phản ứng điện phản ứng gì? Đọc chính xác và đặc biệt là chọn gì? Hydro. Tính chất của nhóm ceto, nhóm chất ceto a nhỏ tác dụng hydro xúc tác niken. 1 2 3 4 5 6. Một ceto ăn mấy hạt này? Một để tạo thành cái gì ạ? Niken. Các em cùng viết nhé, có phải là thêm H ở đây đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 này, 2, 3, 4 này, 5, 6 này. Viết đúng thứ phân tử này ạ? Nhìn kỹ. C6, H12, O6, cộng 1H2. Thì này cũng tạo thành gì đây? C6H bao nhiêu? 14. Không sản phẩm cái thằng này giống cái thằng điểm, giống cái sản phẩm thằng đối lưu cộng đúng không? Nó tạo thành gì đấy? So Mi Tô. Nên ở đây mình có một cái chú ý là cả glue và group, cả glue và group tác dụng với hydro xúc tác niken, nhiệt độ thì đều tạo thành, đều tạo thành gì ạ? So Mi Tô. Cả cái lưu của lúc đều tác dụng với hydro xúc tác niken của tổ là thành sodium. Nhớ cái gì này nhá. B nhỏ không tác dụng với, do đó là nhóm chất ceto khác với nhóm chất anhydride, không tác dụng với dung dịch bromo, dung dịch KMnO4
COOH 2 lần nhiệt độ. Có tác dụng không? Nhưng mà ở đây sẽ nhiều bạn thắc mắc, ok, nó có tác dụng A cộng 13 cộng 13 không? Thì ở đây nó có một cái tác dụng cực kỳ đặc biệt của fructose. Đó là anh fructose nhé. Mà ở trong môi trường kiềm, môi trường kiềm thì nó chuyển hóa thành glucose. Glucose trong môi trường kiềm thì chuyển hóa thành glucose. Vậy suy ra đây này, trong môi trường kiềm thì chuyển hóa thành đây, giờ cho là này mà vào dung dịch A cộng 3 chúng ta kết hợp tại mấy bạn vào tiếp được mới gì ạ? A mô ni lờ lú cô đa. Thế thì để tôi tiết kiệm thì hoàn toàn mình kết tập này tác dụng được với A và với ba của bạn là thằng này, đúng không? Suy ra có rút cô dơ trong thằng A và mô ba trong NH3 thì sinh ra hai bạn cộng với muối A mô ni glucose. Ok, chúng ta tiếp tục toàn bộ phần tiếp này, chúng tôi sẽ ghi đây. Ứng dụng điều chế của glucose không quan trọng nhé, không quan trọng. Chúng ta mở sách đề là câu vẽ từ câu số 1 cho đến câu số 25 mình làm chưa bạn? Câu 25 thế đến tết đây em cần nhớ cái cấu trúc nó như thế nào thôi. Cấu trúc nó gì ạ? Năm mô hát đang kề vào một chó glycerol, ba lắc đang kề làm cho nhanh. Điểm mấu chốt để giải các bạn có thể biết là mình phải nhìn ra được tính chất học viêm. Điểm mấu chốt đấy, thế mình nhìn lại glucose và glycerol đều có chung mô hát đang kề, vậy nó đều có chung cái tính chất là tác dụng với thằng COH hai lần, tác dụng với COH hai lần ở điều kiện thường thì đều tạo thành dung dịch máu xanh, không hiện tượng. Còn một điều đặc biệt nữa là khi mình chia thành hai nhóm, một nhóm dung dịch màu xanh, một nhóm dung dịch không đổi màu rồi, thì chúng ta lại còn hiện tượng nữa gì ạ? Bọn chó này hai người lại chung nhau, đúng chưa? Vậy là mình có gì? Đáng nhiên tác dụng A gần 3 chung nó 3, nhưng mà thực ra này là thuốc thử thì đa sinh học. Tụi nó nhẹ hơn mắt là có kết quả máu. Đỏ này, đỏ này nhẹ thua nhé. Không thể thở. Đỏ này, mà mình cần biết được cả hai. Vì vậy nên ở bên trong các bọn cái carbon hydrate này, sau này mình làm được bài nhận biết thì mình sẽ ưu tiên nhất là thuốc thử siêu quát này là điều kiện vừa thì mình biết được quát ra này. Nhưng nó nhẹ thì mình biết được cho nhé. Và thường anh sẽ ưu tiên ở đây. Đây là đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu số 15 thì tương tự đáp án B.
kéo lại kéo lại lại sợ lại. Câu 17, để chứng minh khối lượng cơ có trong chức adenine không thể dùng một trong ba phản ứng hóa học trong các phản ứng sau bạn nào không chứng minh cạnh chân này thứ không thì bạn có ạ. Không chứng minh thì lên men người ta chứng minh được đúng không? Đáp án đúng rồi bạn. C 19, để xác định nước tiểu trong người bệnh nhân đái tháo đường thì người ta cần dùng gì? Không biết cái liên quan đến y sinh là kéo hết. Thế thì nước tiểu trong bệnh nhân đái tháo đường thì người ta sẽ có đường đúng không? Đường thì có hai cách, thế biến bâu chắc chắn gì có khiến bông chân. Nhưng mà ở đây trong bệnh viện là nước tiểu và chúng ta phải sử dụng cái gì để nhận biết được có mắt ra cái C1 hay là đúng không? Thực ra cái câu hỏi này hơi nhiều bởi vì là trong nước tiểu bệnh nhân đái tháo đường sẽ có đấm ba, đấm ba đã phức thì nó cũng là màu xanh, lúc đó ba cũng màu xanh luôn. Nên là lúc nào lúc tiểu bệnh nhân đái tháo đường cũng sẽ có màu xanh. Nếu mà em cho C1 là nên cho C1 là màu xanh. 21, đây này câu này hay này. Trong phân tử thường chứa nhóm xếp đôi nhưng trong thực tế trái phương người ta chỉ dùng cái gì? Thế thầy hỏi kỹ công nghiệp là người ta đề cao không? Hiệu suất kìa, càng càng nhiều người ta càng lãi đúng không? Thế là trong này bây giờ thằng nào cho ra nhiều thằng mình sẽ bán bạc nhất và có ít nhất HCO đúng không? Là 4 bạc đúng không? Thế trái phương với trái phương fit để như nhau đúng không? Nhớ không? Trắng hương với trắng một phích đi nhau. Trắng một phích. Ruột một phích. Ở cái phích nhé đấy. Mai này em đổ hết nước nóng ra xem cho mắt đi mà nhìn xem là nó sáng bóng như dương luôn. Đấy chưa cái đèn rạng đông này, một phích rạng đông này, cụ rạng đông ở chỗ đối diện đồ city đấy. Con đồ á. Được chưa? Đấy, thì các em chú ý chút này. Trắng một phích là cái đồ nước đổ có miệng ra luôn nhỉ? Mà trà chiếc kìa. Thế... anh ấy có bích độc à? Anh ấy có bích độc không? Không, chuyên dùng để gì? Nâng xác động vật hối lượng. Thế bây giờ giả sử như mà ở bên trong cái đột bích chúng ta cần dư lại một tí anh ấy có bích sau ta đổ nước sôi chúng ta uống xuống thì là... cảm giác mềm. Thế nên là gì ạ? Thế nên là có nên sử dụng anisophic không? Không. Vậy là người ta sử dụng chủ yếu nhé là sử dụng glucose. Đấy, anh chú ý là glucose được sử dụng để làm tráng xương và tráng phích. Nhớ đấy. Thế nên là nếu bạn nào mà kiểu kem ngon quá thì có thể mè lưỡi liếm xương thêm hoặc hoặc tức lưỡi đấy. Câu 23, bệnh nhân phải tiết đường hoặc truyền đường vào tĩnh mạch, đó là loại đường glucose A. 25, khẳng định là sau đây là không đúng. Glucose và glucose là hai thành phần của nhau. Đúng. Glucose và glucose đều tăng tạo thành chất xương. Đúng. Glucose và glucose đều là mất máu của glucose. Sai. Vậy không đúng là C. Đấy, cả nhà làm thành ví dụ 1, ví dụ 2 của dạng số 1. Ví dụ 3, ví dụ 4 của dạng số 2. Toàn các câu C tự chỉnh tiết rồi. Ví dụ 1, 2, 3, 4. Phương làm đi. Bây giờ học sao con học, con nhìn học, chắc bố mẹ mình sợ ấy.